Xin chào tất cả các quý vị đã đến tham dự chương trình công bố báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội thứ hai sau vòng thứ. Trước khi đi vào cái phần chính là cái phần giới thiệu về cái thị trường bất động sản thứ hai thì tôi xin điểm qua một số chỉ tiêu kinh tế quy mô của chúng ta trong thứ hai năm 2014. Trước hết là chúng ta sẽ nhìn qua một chút về chỉ tiêu đầu tiên là tổng sản phẩm quốc nội. Thì trong quý 2 năm 2014 thì GDP đã có sự tăng trưởng là 5,3% so với cả kỳ năm trước, và con số này kết hợp với cả chỉ tiêu của quý 1 cho tổng số là 5,18% cho cả 6 tháng đầu năm. Và chỉ tiêu thứ hai đó là chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng CPI. Thì trong quý 6 tháng đầu năm chúng ta có con số tăng là 1,4%, trong đó có quý 2 là đóng góp là 0,58% và quý 1 là đóng góp là 0,8%. Về hoạt động xuất nhập khẩu thì trong quý 2 năm 2014 chúng ta có thặng dư thương mại là 300 triệu đô la, và kết hợp với cả mức thặng dư của quý 1 là 1 tỷ đô la thì cho cả 6 tháng đầu năm chúng ta có mức xuất siêu là 1,3 tỷ đô la. Một chỉ tiêu khá quan trọng đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cung cấp. Thì như các anh chị nhìn trên màn hình thì trong nửa đầu năm 2014 chúng ta có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cung cấp đạt được là 68,4 tỷ đô la. Sau khi trừ đi cái yếu tố tăng giá thì mức tăng trưởng thực đạt được là 5,7% so với cả năm trước. Trên thị trường ngoại hối thì trong tháng 6, ngân hàng nhà nước đã có sự điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Việt Nam so với cả đồng đô la Mỹ là 1%. Điều này cũng không gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường ngoại hối. Về hoạt động mà đầu tư nước ngoài trực tiếp nước ngoài của Việt Nam thì trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài ngoài đăng ký các dự án mới và những cái dự án cũ được điều chỉnh tăng thì số vốn đăng ký tăng thêm là 6,8 tỷ đô la, có mức giảm là 35% so với cả cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đi kèm với cả cái mức giảm này thì chúng ta có cái mức FDI giải ngân thực tế là đạt được hơn 5,7 tỷ đô la và tăng là 0,9% so với cả năm trước. Trên thị trường du lịch thì tổng lượng khách nước ngoài vào đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt được là 4,3 triệu lượt người và có mức tăng là hơn 20% so với cả cùng kỳ năm trước. Trong đó có một cái điểm rất là đáng lưu ý là mức tăng trưởng khách nước ngoài đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt được ở hầu hết tất cả các thị trường, trong đó kể cả thị trường Trung Quốc số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng hơn so với năm trước. Và một chỉ tiêu nữa đó là mức tăng trưởng tín dụng thì trong 6 tháng đầu năm gần cuối tháng thì con số thống kê cái mức tăng trưởng tín dụng là 2,3% chúng ta đã đạt được so với cả thời điểm cuối năm 2013. Con số này không chúng ta nhìn là không được sự là cao lắm khi chúng ta so sánh với cả cái mức kế hoạch của cả năm là chúng ta đặt ra 24%. Khi tôi vừa trình bày qua những cái chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính trong 6 tháng đầu năm 2014 của chúng ta thì tóm lược lại thì có một số cái ý chính như sau. Chúng ta có thể nhìn thấy một số yếu tố tích cực, đó là cái GDP tổng sản phẩm quốc nội đã có sự tăng trưởng quý này cao hơn quý trước và cùng kỳ năm nay cao hơn cùng kỳ năm trước, mặc dù mức tăng này vẫn chưa thực sự là quá cao so với những năm trước đây. Hoạt động xuất nhập khẩu thì chúng ta có một yếu tố tích cực là có thặng dư. Tuy nhiên, khi mà nhìn kỹ hơn thì cái mức thặng dư xuất nhập khẩu chủ yếu là đến từ các cái lĩnh vực của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, không bao gồm những cái còn lĩnh vực trong nước, khu vực trong nước thì chúng ta vẫn có cái mức nhập siêu. Mà đáng lưu ý là cái mức nhập siêu này nó không phải là khẳng định cái xu thế là tăng trưởng sản xuất trong nước, mà chủ yếu là nhập siêu để phục vụ cho hoạt động chế tác cho các doanh nghiệp nước ngoài. Thị trường lãi suất và tỷ giá khá là ổn định, tuy nhiên là đi kèm với mức tăng trưởng tín dụng thấp
đi kèm với mức tăng trưởng tín dụng thấp và doanh thu hàng hóa bán lẻ và dịch vụ cung cấp cũng tăng trưởng tín dụng thấp thì vẫn có sự e ngại đáng kể về vấn đề mọi người rất quan tâm, đó là sức cầu hiện nay cho là rất là yếu, điều đó cũng gây ra sự e ngại tăng trưởng trong ngắn hạn. Về thị trường du lịch thì mặc dù có sự tăng trưởng thì tuy nhiên cũng đáng lưu ý một điểm là lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm thì tăng rất là đáng kể, nhưng trong riêng tháng 6 thì có sự giảm sút tháng 5. Đấy, tôi xin tóm lược một số chỉ số của các chỉ số đến hôm 6 tháng đầu năm 2020.